Rồi, ok chị Như Ý, chị Thùy, dạ ok chị Nguyệt nè. Rồi, em chào các chị ha. Cho là những cái mẫu mà bên em ngày hôm nay là lên cho các chị mình á, là đa số là những cái hàng sale xả kho thì giá rất là mềm luôn. Em có báo là từ đầu like cho đến cuối like bên em đều sale cho các chị với giá là 99.000 đồng giá. Nên là ai mà thích mẫu nào thì comment liền để bên em tư vấn nha. Rồi, em chào chị Thu Thủy nè. Ok, em chào chị anh Kim. Dạ, ai mình dùng đơn hàng thì nhớ là dùng trong cùng một like giúp em với chị nha. Ai dùng đơn hàng thì nhớ là mình dùng trong cùng một like giúp em nha. Rồi, tiếp tục lên cho mọi người cái phong đầm caro 2 dây phối ren. Mẫu này là A592 em mấy chị. Phong này thì bên em sẽ rồi, chị nào có mặt trong đây mình cùng ở lại em tư vấn về mẫu này một xíu các chị nha. Em chào các chị mới vừa vào livestream ạ. Em đang mang trên người đây sẽ có mặt sản phẩm là A592 các chị nha. Và phong đầm caro kèm 2 dây phối ren cho mấy chị này á. Hiện tại thì em sale trên live là 99.000. Em chỉ nhận đơn trên livestream thôi. Vậy nên là chị nào mình lấy thì nhớ cho em liền cái mã là A592 và kèm số điện thoại các chị nha. Để kiểm tra xem nè. Mẫu này bên em làm cho các chị nhà mình nó là size tầm dưới là 55 cân đổ lại là các chị mang vừa cho em. Cho là hiện tại em đang mang cái size hơi lớn này. Nên là xem sẽ kẹp lại một xíu để cho mọi người xem cái form dáng không phải nó nhỏ quá đâu các chị nha. Mẫu này thì là 99.000 thì em sẽ chốt với chị mình tầm là vài chiếc trên live ngày hôm nay. Với cái mức giá này á, thì chị nào mình cũng có thể mua được cho em nha. Đúng là gần các chị xem nè. Ở phía trong của A592 có lớp lót, ở ngoài là đường chất liệu vải caro dùm em như vậy các chị ha. Và bên em làm cái tông màu xanh này khá là nhẹ nhàng và nhã nhặn luôn. Nên là chị nào mình muốn giấu dáng mình lấy liền cho em mẫu này. Đặc biệt kèm phần viền ren cho em. Phong 2 dây bên em làm là 2 dây bạn cũng không có quá mảnh. Thế khi mọi người mang rất là thoải mái cho em nha. Rồi, em xem hiện tại thì chị có ha. Bao nhiêu các chị? 99.000 một đồng thôi. Nên là ai lấy comment liền cho em là B592 các chị nha. Comment liền cho em là B592 và số điện thoại trên cùng một dòng cho em. Không sợ bị ngắn nha mọi người nha. Đây, em đứng cho mấy chị coi nè. Đây, nó sẽ gần như là chạm gối em nên mọi người không sợ bị ngắn nha. Tầm 1m6 các chị mang sẽ giống như em á. Hay là ví dụ như mà chị nào mình ở thấp hơn mình có thể mình, nó sẽ dài hơn một xíu hoặc cao lên. Nói chung là form baby doll này thì chị nào mình mang cũng được. Đây, và A592 bên em phối phần viền ren này trước cho các chị nè. Đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ dễ mang cho em luôn ha. Dạ chị ơi, 99.000 thì em chỉ nhận đơn trên livestream thôi nha. Ví dụ như chị nào mình đặt đơn hàng mà các chị dồn đơn thì nhớ là dồn trên cùng một live giúp em nha mấy chị nha. Dạ, em cho chị kiểm tra trước thanh toán cho em luôn nè. Rồi, A592 ok, chị dùng em chốt đơn nè. Các chị ơi, mình nhớ cho em là mẫu này hiện tại nè, em sẽ không phân ra size là SML mà là form visa tầm dưới 55 cân đổ về. Nếu mà bình thường thì em chỉ nhận đơn này tầm 53 cân thôi. Nhưng mà do là bên em làm cái phần tay đó chị là phần tay 2 dây nên là khá là thoải mái nên tầm dưới 55 cân các chị mang được. Nếu mà cái mẫu này mà làm phần tay mà có bo thì tầm là 53 cân thôi. Nhưng mà mẫu này hiện tại là em nhận đơn dưới 55 cân luôn. Rồi ha, chị nào lấy chủ động comment liền cho em mã và số thoại bên em chốt đơn nè. Mã là A592 nha chị nha. Bên em có ghi bình luận á, mấy chị nào mới vừa vào livestream thì mình có thể là mình nhìn cái phần ghi bình luận giúp em. Em sẽ ghi mã và cái giá tiền cho mấy chị nha. Rồi mọi người nhìn xem đèn không ạ? 99.000 thôi chị ơi. 99.000 nếu mà chị cao gọn người tầm dưới 55 cân, 53 cân các chị đã mang đẹp rồi. Mẫu này không cần phải quá cầu kỳ cho em nha. Mã sản phẩm là A592 và số điện thoại sale luôn là 99.000 trên live. Rồi, nãy giờ ai thiếu số điện thoại các chị bổ sung liền giúp em nha. Hoặc là chị nào mình thiếu mã mình bổ sung mã liền cho em. Là bên em sẽ chốt cũng như lên đơn hàng cho tất cả các chị luôn. Ok chị, A592 chốt đơn nè. Mình nhớ là mình chia sẻ like giúp em một lần về trang cá nhân hoặc hội nhóm giùm em luôn ha, để bên em tư vấn nha các chị. Rồi em chào chị Quyên Phạm là xin chào các chị. Bây giờ chị nào còn có câu hỏi thắc mắc gì nữa mình comment giúp em để bên em có thể tư vấn cho từng chị một nha. Hiện tại thì em còn cho các chị mình là những cái form đầm dài, có những cái form đầm cổ vest sơ mi nữa. Nên là bây giờ ai mà mình còn thích những cái mẫu đầm sale với giá 99.000 đồng giá nữa thì cứ ở lại livestream cùng với em đi. Mình thích cái gì đó thì em sẽ lên theo đúng ý của các chị nhà mình. Hoặc là nếu không thì cũng sẽ gần đúng ý một xíu để mình dễ chốt đơn nha. Rồi, trước khi mà em thay mẫu các chị nhìn xem mẫu này nha. Là A592 các chị. Trước khi thay mẫu thì mẫu này là A592 cho em. Chị đâu lấy thì bên em có cái cú pháp đặt hàng là mã A592 kèm với số điện thoại để bên em chốt đơn. Và sale hiện tại thì chỉ có là 99.000 một đồng. Ai lấy chủ động cho em liền mã là A592 cộng kèm số điện thoại ha. Bây giờ em thay tiếp một cái mẫu cho mọi người săn sale. Thì ai còn trên livestream với chị đợi em một xíu và nhớ là mình đừng rời khỏi like nha. Ở lại săn đồng 99.000 cùng với em nha.